Đại Bồ Tát an trụ đại thừa như thế nào? Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa như thế nào? Đại Bồ Tát học an trụ pháp không nội, học an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh như thế nào? Đại Bồ Tát, Học An Trụ Trơn Như, Học An Trụ Pháp Giới, Pháp Tánh, Tánh Chẳng Hư Vọng, Tánh Chẳng Đổi Khác, Tánh Bình Đẳng, Tánh Ly Xanh, Pháp Định, Pháp Trụ Thật Tế, Cảnh Giới Hư Không, Cảnh Giới Bất Tư Nghì như thế nào? Đại Bồ Tát tu bốn niệm trụ, tu bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo như thế nào? Đại Bồ Tát học an trụ thánh đế khổ, học an trụ thánh đế tập diệt đạo như thế nào? Đại Bồ Tát tu bốn tịnh lự, tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế nào? Đại Bồ Tát tu tám giải thoát, tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ như thế nào? Đại Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không? Tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện như thế nào? Đại Bồ Tát tu bậc cực hỷ, tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân như thế nào? Đại Bồ Tát tu năm loại mắt, tu sáu phép thần thông như thế nào? Đại Bồ Tát tu pháp môn tam ma địa, tu pháp môn đà la ni như thế nào? Đại Bồ Tát tu mười lực Phật, tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát tu pháp không quên mất, tu tánh luôn luôn xả như thế nào? Đại Bồ Tát tu phép quán mười hai chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch như thế nào? Đại Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình như thế nào? đại bồ tát tu các thần thông thủ thắng của bồ tát như thế nào đại bồ tát tu tuổi thọ viên mãn như thế nào đại bồ tát học truyền đại pháp luân như thế nào đại bồ tát hộ trì chánh pháp khiến được tồn tại lâu dài như thế nào đại bồ tát tu trí nhất thiết tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng như thế nào thỉnh vấn hằng hà xa chư phật thế tôn như thế chư phật vì họ lần lượt giảng thuyết các chúng đại Bồ Tát ấy, theo lời Phật dạy, an trụ tu học trải qua vô lượng kiếp nỗ lực tinh tấn, còn chẳng thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Huống là sở tu sở học của các ông ngày nay mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.